Lại nữa, Ốt Đà Nam nói: Lược dạy quả dạy chết đoạn xuống, bà biến trí đoạn phược giải thoát, kiến mạn tạp nhiễm câu nói tịnh, đủ bốn viễn ly ba viên mãn. Do ba nhân duyên có các thanh văn đến chỗ của bậc đại sư thỉnh cầu được dạy trao những gì là ba và có thanh văn chỉ thích nghe nhiều cho là rốt ráo, nên nhàm chán trái bỏ đối với các sự thực hành khác, lại khởi nghĩ chỉ được nghe pháp là đầy đủ nghĩa lợi, hà tất lấy đạo văn làm rốt ráo, chỉ cần tu chánh hạnh là chân thật trong sạch. Do đây người kia muốn xả bỏ đạo văn rốt ráo và có thành phần bị ngần ngại chùn bước trước sự nhập môn, quá nhiều điều phải thực hành, tức là phải khéo phương tiện mới được nhập, và có thành phần đã khéo lắng nghe, khéo tư duy nhiều pháp. Người kia khỏi nghĩ ta ở nơi nhiều pháp đã khéo nghe tư duy, hoặc ta này đã thông hiểu tận nghe tư duy, nếu chỉ lấy việc đắc các pháp làm chỗ nương, ở nơi các cảnh tâm an trụ và ở nơi cảnh dục ràng buộc tâm giải thoát mà khiến ta không bị tác ý tán loạn, thì lẽ như đây còn chẳng thể đắc tâm an trụ, hà huống giải thoát. Lại ở trong tất cả pháp đã nghe đã nghĩ như vậy, người kia không xác quyết được, phải nghĩ vậy phải nương thế nào nhanh chóng chứng thông tuệ, phải nương đâu nhanh chóng được xuất ly, phải nương cảnh nào khiến tâm an trụ, phải duyên cảnh nào khiến chứng đắc giải thoát. Người kia tự mình không thể xác quyết, nên hiện tiền được gặp đại sư hoặc đệ tử của chư Như Lai, tiến đến thỉnh hỏi để được dạy trao. Lại nữa, nên biết tránh dạy trao có bốn chủng quả đắc nghĩa tự lợi, tức là vì đây xuất ra và như đây xuất ra, đó là đầy đủ hình tướng, đầy đủ sự nghiệp, đầy đủ ý lạc và đầy đủ xứng xả thủ. Vì nhường đây nên đắc vô thượng, đắc hiện pháp, đắc nội chứng, đắc tự nhiên. Lại nữa, có sáu chủng chết: một, chết quá khứ; hai, chết hiện tại; ba, chết không điều phục; bốn, chết điều phục; năm, chết đồng phận; sáu, chết không đồng phận. Chết quá khứ, các hành quá khứ chết cho đến mạng cần diệt nên chết. Chết hiện tại, các hành hiện tại chết cho đến mạng cần diệt nên chết. Chết không điều phục, ở đời quá khứ không phục. Hành có tùy miên, chuyển chuyển đổi theo tùy miên. Thế gian nói là sĩ phu tùy miên đã mạng chung, ở đời hiện tại kết sanh tương tục, hành có tùy miên nhiếp lấy tự thể được sanh khởi. Ở đời hiện tại cho đến mạng tận hết cũng là như thế, không điều khổ phục, nói rộng cho đến mạng chung, tự thể vị lai lại được sanh khởi, lại năng nhiếp thủ hành có tùy miên. Do nhiếp thủ kia lấy làm nhân nên bị sự trói buộc của các khổ sanh, cũng bị sự trói buộc của các phước lớn như tham. Chết điều phục, ở đời hiện tại cho đến lúc mạng chung đã điều đã phục, không còn tùy miên, tự thể vị lai không sanh khởi trở lại, cũng không nhiếp thủ hành có tùy miên. Do không nhiếp thủ kia lấy làm nhân nên giải thoát khỏi các khổ của sanh, sai biệt cũng lại giải thoát khỏi các phước lớn như tham. Chết đồng phận, nhưng ở đời quá khứ từng không điều không phục mà xả thân mạng, ở đời hiện tại cũng không điều không phục mà xả thân mạng, nên biết như đây gọi là chết đồng phận, cũng gọi là chết tương tự, cũng gọi là chết tùy thuận. Chết không đồng phận, nếu ở quá khứ không điều không phục mà xả thân mạng, nhưng ở đời hiện tại đã điều phục mới xả thân mạng, đây gọi là chết không đồng phận, chết không tương tự, chết không tùy thuận. Nếu ở đời hiện tại hành có tùy miên, chuyển chuyển đuổi theo tùy miên, mà lúc mạng chung chết như quá khứ, gọi là chết đồng phận và chết tùy thuận. Vì lúc mạng chung không như quá khứ nên không năng nhiếp thủ các hành vị lai đồng phận kết sanh tương tục. Lại sáu chủng chết đầy này biết có hai tướng: một, tướng quá hoạn của các hành lưu chuyển; hai, tướng thù thắng lợi ích của các hành trở lại tận diệt. Nếu ở quá khứ và ở hiện tại không điều không phục đồng phận mà chết, nên ở vị lai thủ lấy khổ sanh và bị phiền não phược của tham, gọi là tướng quá hoạn của các hành lưu chuyển. Nếu ở hiện tại đã điều đã phục không đồng phận mà chết, nên ở vị lai không thủ lấy các thứ khổ, giải thoát tất cả phiền não phược, gọi là tướng lợi ích thù thắng của các hành trở lại tận diệt. Lại nữa, do tám chủng tướng ở nơi các hành sanh khởi, thế tục gọi là thuộc trong số sĩ phu, đó là tên gọi như vậy, chủng loại như vậy, dòng tộc như vậy, ăn uống như vậy, lãnh thọ hoặc khổ hoặc vui như vậy, trường thọ như vậy, kiểu trụ như vậy, sở hữu thọ mạng giới hạn như vậy, các tướng như vậy trong Bồ Tát địa phần túc niệm trụ đã rộng phân biệt. Lại nữa, do ba chủng tướng ở trong các hành nên biết vô ngã, biến trí và đoạn những gì là ba: một, ở nơi nội biến trí; hai, ở nơi ngoại biến trí; ba, ở nơi nội ngoại biến trí. Đoạn,
Tùy chỗ trích hợp nên biết cũng vậy. Chỗ gọi các hành đều không có ngã, không có ngã sở, cũng không có hỗ tương hệ thuộc pháp. Nên biết như vậy là ở nơi nội ngoại đồng biến trí và đoạn. Trong đây do pháp trụ trí mà đã quyết định biến trí. Vì luôn tu tập đây, xả chỗ có tùy nhiên tương ưng kia nên đắc đoạn chỗ giáo. Nên biết trong đây, đối với người ở trong các hành, trường được biến trí thì Như Lai đại sư vì kê thuyết tránh pháp yếu khiến được biến trí. Đối với người ở trong các hành đã được biến trí mà chưa vĩnh viễn đoạn trừ thì Như Lai đại sư khích lệ dẫn phát hơn nữa, khiến kê luật tụ tập cho đến được vĩnh viễn đoạn trừ. Lại nữa, lưu chuyển trong sanh tử có ba chủng phược, do phược đây nên tâm rất khó giải thoát. Nên biết trong đây chỉ có thiện thuyết pháp luật mới năng khiến giải thoát, chẳng phải do ác thuyết pháp luật mà thành tựu việc đây. Những gì là ba? Một, ngoại trừ ái kiết, các sự hữu lậu của các kiến, của các kiết hệ buộc còn lại. Hai, các sự hữu lậu của ái kiết nhiễm ô. Ba, đường lại năng sanh các hành hậu hữu. Ở nơi ba phược đây, do ba nhân duyên khiến tầm khó giải thoát. Đó là do chủ chủng đầu tiên, do lao gục kiên cố vì diệu khả ái lạc thứ hai, do vi tế thứ ba. Lại do năm tướng là chỗ trói buộc của hậu hữu phược nên biết có năm ngã mạn hiện hành. Do chỗ nương, do sở duyên, do trợ bạn, do tự tánh và do nhân quả. Nên biết trong đây lấy hữu thân kiến làm chỗ nương, kế chấp ngã vị lai, hoặc sẽ là có, hoặc sẽ là chẳng phải có, dụng có và chẳng phải có đây làm cảnh sở duyên. Trong đây lấy chẳng phải có làm cảnh sở duyên chỉ có một chủng, lấy có làm sở duyên có năm chủng. Đó là ngã sẽ hữu sắc, ngã sẽ vô sắc, ngã sẽ hữu tưởng, ngã sẽ vô tưởng, ngã sẽ phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Như vậy tất cả hợp chung là một, gọi là có sáu chủng sở duyên cảnh giới. Nói trợ bạn là tầm động loạn, nói tự tánh, lấy tướng hành cao cử cho là tự tướng, tự tánh hí luận cho là cộng tướng. Vì tất cả phiền não tánh hí luận vậy, tánh nhân quả vì năng chiêu cảm sanh là tánh nhân, vì tạo tác nghiệp hành đuổi theo ái. Lại nữa do ba chủng tướng nên biết tâm khéo giải thoát, vì rõ biết khắp các hành, vì nếu kia tương ứng với các phiền não, liền đoạn đang tác chứng vì phiền não đã đoạn ở mọi nơi an trụ liền ái. Lại ở trong đây do bốn chủng hành nên ở trong các hành năng liễu trì khắp tánh như sở hữu, đó là vô thường. Do 11 hành nên ở trong các hành năng rõ biết khắp tánh tận sở hữu, đó là quá khứ vị lai thảy như trước đã nói rộng. Lại nữa có hai chủng nhiếp lấy năm chủng tạp nhiễm kể cả năm chủng tướng nhân. Hai chủng như vậy, các bậc hữu học nên biết nên đoạn, các bậc vô học đã biết đã đoạn. Những gì là hai? Đó là kiến tạp nhiễm và mạn tạp nhiễm. Hai đây có năm chủng sai biệt, tức là do hành, do triền và do tùy miên. Những gì là năm? Một, kế chấp ngã. Hai, kế chấp ngã sở. Ba, ngã mạn. Bốn, chấp trước. Năm, tùy miên. Trong đây ba chủng là kế chấp ngã sở và ngã mạn, làm chỗ nương ở nơi sự sở duyên mà cố chấp thủ trước, chỉ cho đây là chân thật, khác đây đều là ngu si hư vọng. Nên biết trong đây do đạo lý triền nên gọi là chấp trước, tức chủng tử tùy phược kia tiếp nối gọi là tùy miên. Lại hữu thức thân và ngoại sự thảy nên biết là tướng nhân của năm chủng kia, tức là tướng nhân kế chấp ngã cho đến tướng nhân tùy miên. Tướng nhân đây lại có hai chủng, một tướng nhân sở duyên, hai tướng nhân nhân duyên. Kế chấp ngã ngã mạn lấy hữu thức thân làm tướng nhân sở duyên, kế chấp ngã sở thông lấy cả hai chủng làm tướng nhân sở duyên. Nếu chấp trước kia thì lấy nghe pháp bất tránh, tác ý không như lý và tùy miên kia làm tướng nhân nhân duyên. Nếu tùy miên kia lấy không như thật rõ biết, thường xuyên lớp lớp tích tập truyền của các hành phiền não làm tướng nhân nhân duyên. Lại nữa, chúng hữu tình có bốn chủng ở trong ấy mà an lập tạp nhiễm. Những gì là bốn? Một, chúng hữu tình ngoại đạo. Hai, chúng hữu tình pháp dị sanh. Ba, chúng hữu tình hữu học. Bốn, chúng hữu tình vô học. Trong chúng hữu tình ngoại đạo có đủ tất cả chủng. Trong chúng hữu tình pháp dị sanh khả đắc bốn chủng và tướng nhân của bốn chủng kia, kể cả một phần tướng nhân chấp trước, nhưng chấp trước không khả đắc. Trong chúng hữu tình hữu học có hai chủng kế chấp ngã ngã sở và tướng nhân của hai chủng kia, chấp trước tùy miên và chấp trước ngã mạn bao gồm tướng nhân của kia đều không khả đắc, nhưng có ngã mạn tùy miên khả đắc. Trong chúng hữu tình vô học tất cả đều không có được. Lại chúng hữu tình ngoại đạo chỗ có sở hành không vì đoạn kia, chúng hữu tình pháp dị sanh tu tập chánh hạnh vì đoạn kia mà chưa thể đạn vì chưa kiến như thật.
Chúng hữu tình hữu học đã đọa một phần, vì đọa phần còn lại nên tiếp tục tu chánh hạnh, tùy kiến như thật, mà chẳng tự xưng ta đã năng kiến, bởi chưa đạt được tận vô sanh trí. Chúng hữu tình vô học đã đoạn tất cả, và trong các hành tự xưng ta như thật kiến. Lại nữa, có tám chủng câu nói thanh tịnh, những gì là tám? Vì siêu vượt kiến và mạn nên có câu nói thanh tịnh siêu vượt hai chủng ý. Vì đoạn trừ tướng nhân của kia nên có câu nói thanh tịnh đoạn trừ tướng. Vì đoạn trừ chấp trước kia nên có câu nói thanh tịnh tịch tĩnh. Vì đoạn tùy miên kia nên có câu nói thanh tịnh khéo giải thoát. Lại có hai câu nói thanh tịnh dành cho bậc hữu học, đó là ở trong tất cả hành hậu hữu do đạo lý không hiện hành nên có câu nói thanh tịnh đã rất tham ái và chuyển ba kiếp. Có hai câu nói thanh tịnh dành cho bậc vô học, đó là dừng nghỉ mạng hiện quán và vĩnh viễn nhổ sạch tất cả gốc khổ tham ái tùy miên, nên nói đã tát ngàn mé khổ. Tất cả như vậy hợp chung là một, gọi là có tám chủng câu nói thanh tịnh. Lại nữa, do bốn chi nên đầy đủ viễn ly, gọi là khéo đầy đủ. Những gì là bốn? Một, không trụ chỗ thứ hai. Hai, ở nơi bờ mé nằm ngồi vắng vẻ. Ba, thân xa lìa. Bốn, tâm xa lìa, đó là ở nơi cảnh sống tại cư gia, phát sanh các tướng tầm tư tham dục sân khỏe, tức liền xa lìa, nhưng không phóng dật mà phòng hộ giữ gìn tâm. Lại do năm tướng phát sinh tinh tấn, nhanh chóng chứng thông tuệ. Một, có thế lực về mặc giáp tinh tấn. Hai, có tinh tấn vì tinh tấn ra hạnh. Ba, có dõng mãnh vì ở nơi pháp sâu rộng mà không khiếp nhược, lại thêm tinh tấn. Bốn, có kiên cố mạnh mẽ vì lạnh nóng mũi mỏng cũng chẳng thể làm lay động tinh tấn. Năm, không giả ách thiện vì không vui đủ đối với những điều hạ liệt, càng thêm tinh tấn. Lại vì đoạn hôn trầm thủy miên trạo cử áp tác, như thứ lớp trước tùy phiền não phẩm samatha, thì bác xá na nên thể chân tránh chỉ quán không bị hoại mất. Lại nữa, ở trong pháp tùy nại gia thiện thuyết có ba viên mãn. Những gì là ba? Một, hạnh viên mãn. Hai, quả viên mãn. Ba, thầy viên mãn. Hạnh viên mãn, vì chạm đến chứng đắc đoạn giới, vô dục giới và diệt giới nên lắng nghe chánh pháp vì người diễn thuyết, tự chân chánh tu hành tùy pháp hành pháp nên gọi là hạnh viên mãn. Quả viên mãn, do lực tùy pháp hành pháp đầy tăng thượng nên tầm khéo giải thoát, lại hiện pháp năng chứng đắc niết bàn, gọi là quả viên mãn. Thầy viên mãn, tất cả pháp năng dẫn pháp phạm hạnh vì đều nương Thế Tôn làm căn bản, vì đều do Thế Tôn chuyển pháp nhãn, vì đều lấy Thế Tôn làm chỗ nương, do Như Lai xuất thế có giáo có thể biết nên nói Thế Tôn làm căn bản kia. Phật đã xuất hiện nơi đời, quán xét căn cơ của hữu tình được giáo hóa kia rồi thuyết chánh pháp nhãn, thầy và đệ tử chuyển lại, cho nên nói là Thế Tôn chuyển chánh pháp nhãn. Sau khi chuyển pháp nhãn, nếu có người đối trong đây sành khỏi nghi hoặc chỉ nương Thế Tôn, liền năng quyết nghi, cho nên nói Thế Tôn làm chỗ nương. Lại vì thầy thuyết pháp được do hai chủng, một do giáo, hai do chứng, tức là vị thầy đã được nghe chánh pháp từ một bậc thầy khác, theo điều đã nghe mà tuyên thuyết, do nương chứng đạo học, đạo vô học, rồi theo đó mà tuyên thuyết.